Sau này, việc tiếp cận trực tiếp những công nghệ và kỹ thuật cao từ một người cha đáng kính cũng là một động lực rất lớn để thằng cu nhóc nhà mình có thể vượt qua được những sự cố và bất trắc mà nghề nông thường gặp phải. Điển hình nhất là những sự cố mà mình thường gặp trong việc tưới tắm cho những cây cà phê vào mùa khô, đó là các ống nước thường xuyên bị bể. Từ đó một số lượng lớn nước đã bị thất thoát ra môi trường, nằm ở những vị trí không cần thiết. Chưa dừng lại đó, những lỗ thủng này đã phát triển một cách rất nhanh chóng và sẽ gây hư hại nặng nề cho đoạn nước, thật đáng sợ phải không mọi người. Ngoài việc cho đứa con tiếp cận thực tế nghề làm nông, mình còn hỗ trợ thêm cho cháu về vấn đề internet toàn cầu, từ đó cũng có thể xây dựng được những mô hình ảo trong tương lai và tiếp cận được những công nghệ mới mẻ và hiện đại hơn, cho việc nghề nông càng trở nên nhàn nhã và hiệu quả hơn bao giờ hết. Vì thế nên việc cho thằng cu nhóc được trải nghiệm công tác tưới tắm những cây cà phê trong ngày hôm nay đã được mình đánh giá rất cao. Hiện tại thì mình cũng đang cầm vòi tưới cà phê dưới ánh nắng dịu dàng của mùa đông, nhưng vì độ dốc cũng tương đối nên việc kéo dây cũng khá gian nan và vất vả. Sau đó mình cũng đã tạm thời nhường lại công việc tưới tắm cho bà xã và đi đến khu vực của những cây chuối để thăm dò và tìm hiểu buồng chuối già hư đã tạo buồng cách đây cũng khá lâu, cho đến